Chào quý khán thính giả đang lắng nghe chương trình Phật Pháp của Bồ Đề Phật Quốc TV. Sau đây, Quang Viên và Phật tử Nhật Liễu sẽ phổ biến bản tin Một ngày tu học bát quan trai giới tại Bồ Đề Phật Quốc. Kính thưa quý khán thính giả, kính thưa quý Phật tử, Bồ Đề Phật Quốc tổ chức tu học bát quan trai giới là nhằm giúp cho hàng Phật tử tại gia có một ngày thực hành hạnh xuất gia đúng theo kinh của Phật dạy. Đức Phật dạy rằng, người phát tâm tu hành xuất gia trong một ngày một đêm có thể chuyển vô lượng tội, tăng trưởng vô lượng phước. Vào ngày 23 tháng 6 âm lịch vừa qua, có rất nhiều Phật tử thật tinh tấn, một lòng muốn sống trong chánh pháp của Đức Như Lai, đã cùng đến văn tập tại chánh điện của Bồ Đề Phật Quốc. Đúng 8 giờ 30 phút sáng, các giới tử trong chúng bát quan trai cùng thành kính quỳ xuống tác bạch cầu xin giới pháp. Thượng tọa giới sư Thích Huyền Châu hoan hỷ hứa khả và lần lượt hướng dẫn các giới tử sám hối, thọ tam quy, tam kiết và 8 giới tướng đúng như pháp. Trong những buổi tu tập tại Bồ Đề Phật Quốc, Thượng tọa giới sư thường nhắc lại những kiến thức như tại sao chúng ta thọ bát quan trai giới, tại sao lại chọn các ngày âm lịch vào mùng 8, 14, 23 và 30. Phương thức thọ và tu giới bát quan trai như thế nào và dẫn người thọ trì đi đến đâu? Vậy bát quan trai giới là gì? Tại sao lại tu bát quan trai giới? Kính thưa quý vị, Thầy nói rằng đây là cận trụ giới, giúp người Phật tử tại gia thực hành sống hạnh xuất gia một ngày một đêm. Một người muốn ra khỏi căn nhà lửa tam thế trầm luân thì nhất định phải xuất gia. Thế nhưng, người tại gia có quá nhiều ràng buộc bởi duyên trần, chưa thể xuất gia suốt đời được. Nên Phật chế giới bát quan trai để giúp người Phật tử tại gia có thể xuất gia một ngày một đêm mà hình tướng vẫn không thay đổi, không làm chướng ngại cho các sinh hoạt hàng ngày. Đó chính là lòng đại bi của Đức Phật, hết lòng thương tưởng chúng sanh như con đỏ, luôn mong muốn chúng ta ra khỏi cái khổ, tìm nơi an vui. Trả lời cho câu hỏi tại sao không chọn những ngày cuối tuần cho dễ dàng mà lại là những ngày âm lịch, mùng 8, 14, 23 và 30. Thầy dạy rằng từ lâu xa, con người đã biết dựa theo yếu tố mặt trời và mặt trăng để sinh hoạt. Theo chu kỳ của mặt trời, mặt trăng, trong một tháng có 6 ngày mà nhiệt lượng làm ảnh hưởng đến tâm sinh lý của con người, làm tinh thần yếu ớt, dễ phát khởi các điều sai quấy. Với tuệ giác vô biên của Phật, Ngài chế ra bát quan trai giới, giúp người hành trì giữ gìn được thân khẩu ý mà không ảnh hưởng đến các công việc sinh hoạt hàng ngày mà vẫn được quả giải thoát vô thượng. Thế thì thọ giới như thế nào và phương thức hành trì ra sao để được đắc giới? Sau đây là những lời giảng giải của Thượng tọa giới sư. Theo Thượng tọa giới sư, việc truyền giới và thọ giới đúng pháp rất là quan trọng. Lúc truyền giới, thầy giới sư nhiếp tâm thanh tịnh, các giới tử cũng khát ngưỡng đón nhận giới như pháp, thì vô biểu sắc giới mới hình thành. Người muốn thọ giới phải lòng thành tác bạch như sau: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch giới sư, chúng con vì còn gia duyên ràng buộc nên chưa xuất gia được. Nay y theo lời Phật dạy, nguyện tập tu bát quan trai giới một ngày. Kính xin giới sư hứa khả truyền trao giới bát quan trai cho chúng con được ân triêm công đức. Sau khi giới sư hứa khả, sẽ lần lượt hướng dẫn các giới tử lễ Phật, lễ Bồ Tát và lịch đại tổ sư. Tiếp đó, giới sư phải nhắc nhở về vô thường, khổ và công đức của người thọ trì giới. Thầy dạy rằng, muốn thọ giới nhất định phải có sám hối để thân tâm được thanh tịnh. Vị giới sư cho các giới tử đọc lời sám hối, ăn năn về các nghiệp ác đã tạo từ vô thủy cho đến ngày nay. Nhờ sám hối, các giới tử sẽ có năng lực tinh tấn, quyết từ bỏ việc xấu, thân khẩu ý đều thanh tịnh và sẵn sàng để đón nhận giới pháp. Tiếp theo sám hối là các giới tử lần lượt đọc lời quy y Phật Pháp Tăng, nguyện nương theo Phật Pháp Tăng để thân tâm thanh tịnh. Kế đến là tam kiết, nghĩa là các giới tử kết lại rằng
bản thân đã nguyện quy y Phật Pháp Tăng rồi, nương theo Phật Pháp Tăng rồi, để tu bát văn trai giới một ngày đêm thật thanh tịnh. Cuối cùng là vị giới sư truyền trao giới tướng, thầy dạy rằng tại gia và xuất gia đều phải giữ giới, muôn công đức lành nhân nơi giới đây mà thành tựu. Tất cả mọi người đều lấy Phật làm biểu tượng tuyệt vời để hướng đến, phát triển nhân cách trong sáng trong mình, nguyện mình cũng được như Phật. Tám giới tướng đó là: như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, con nguyện một ngày đêm không sát hại chúng sanh. Như chư Phật suốt đời không tham lam trộm cướp, con nguyện một ngày đêm không tham lam trộm cướp. Như chư Phật suốt đời không dâm dục, con nguyện một ngày đêm không dâm dục. Như chư Phật suốt đời không nói dối, con nguyện một ngày đêm không nói dối. Như chư Phật suốt đời không uống rượu, con nguyện một ngày đêm không uống rượu. Như chư Phật suốt đời không đeo chuỗi anh lạc tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình, con nguyện một ngày đêm không đeo chuỗi anh lạc tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình. Như chư Phật suốt đời không nằm trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc ca múa và cố ý xem nghe, con nguyện một ngày đêm không nằm trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc ca múa và cố ý xem nghe. Như chư Phật suốt đời không ăn phi thời, con nguyện một ngày đêm không ăn phi thời. Kính thưa quý vị, như vậy thọ trì tám giới vừa kể trên giúp cho các hành giả tránh được khổ báo trong tam đồ ác đạo, giúp người tu tập phòng hộ sự phóng dật, kiêu mạn, buông lung của thân tâm, giúp thân tâm thanh tịnh, ly dục và giải thoát. Trong tám giới thì bốn giới đầu thuộc về tánh tội, tức là tội thuộc về bản chất. Hành trì bốn giới này giúp hành giả tránh được khổ báo trong tam đồ ác đạo. Bốn giới sau dùng để phòng hộ, bảo vệ người tu không phạm vào tánh tội. Hành trì bốn giới này là để phòng hộ tâm kiêu mạn, phóng đãng. Vì khi những tâm này khởi dậy, dễ đưa hành giả đến chỗ hủy phạm giới thể. Thực hành song song với trì giới là tu tập chánh niệm, người Phật tử tụng kinh, nghe pháp, kinh hành và lễ bái là với mục đích làm thanh tịnh thân tâm, ly dục và giải thoát. Thượng tọa giới sư còn khuyến tấn các giới tử rằng thọ trì bát quan trai giới là để gần gũi đời sống một vị A-la-hán, để có chánh tín nơi thánh đạo, biết rõ có con đường thánh, có con đường ra khỏi thế gian cho mình đi. Tinh tấn là nghị lực, niệm tức là chánh niệm, không sao lãng pháp thiện, không quên bỏ mục đích tối thượng của đời mình. Niệm thông thường để có niềm tin, niệm là nhớ, suy nghĩ, từ suy nghĩ cho đến chánh niệm. Người Phật tử thọ giới được khuyên dạy là nên tu tập pháp môn lục niệm, tức đối tượng để chiêm nghiệm và suy niệm, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Đây cũng là một phần của việc tu định. Như vậy, người thọ giới bát quan trai phải tập sống với tâm xuất gia và viễn ly. Xuất gia hiểu theo nghĩa đơn giản là ra khỏi nhà thế tục và từ bỏ ngũ dục. Giới là một sự huân tu công đức. Khi chúng ta tu viên mãn giới bát quan trai thì công đức tạo thành sẽ ngang đến trời phạm thiên. Giới bát quan trai như tám cửa ải chặn đứng các pháp bất thiện, giúp người thọ trì phát triển những đức tính tốt, từ đó luôn sống trong an lạc. Tất cả quý vị không kể là Phật tử hay không đều có thể tham gia tu học bát quan trai giới để có thêm thắng duyên trên đường tu tập đạo giải thoát. Rất mong quý vị khán thính giả gần xa sắp xếp công việc đến Bồ Đề Phật Quốc thọ bát quan trai giới vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ Bảy, ngày 7 tháng 8 năm 2021, tức là ngày 29 tháng 6 âm lịch. Trong ngày tu bát quan trai, quý vị không cần ghi danh trước, chỉ cần đến trước giờ truyền giới để ổn định đạo tràng. Muốn biết thêm chi tiết về các ngày tu tập tại Bồ Đề Phật Quốc, kính mời quý vị đến 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703 để được chư tăng chỉ dẫn và trả lời các câu hỏi của quý vị. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và xin chúc quý vị thân tâm thường an lạc.